tổng diện tích 1 hecta sầu riêng. Hiện tại có 100 cây sầu riêng lớn như y như thế này anh chị ha. Có 100 cây lớn y như thế này nhá. Đó, tổng diện tích là 1 hecta. Hiện tại đang trồng full sầu riêng. Và đất này thì đất đỏ dốc nhưng mà được làm đường băng như thế này hết này. Đó, cho nên là đi lại như vậy nó rất là bằng. So với mặt bằng chung á thì nó rất là dốc nhưng mà được đánh đường băng hết rồi. Đó. Tổng diện tích của nó là 1 hecta của đám sầu riêng này là 1 hecta anh chị ha. Sầu riêng to như vậy hết này. Hiện tại sầu riêng to như vậy thì có khoảng 100 cây rồi. Đó, còn lại thì nó nhỏ nhỏ đều đều như vậy. Như cây nhỏ dưới để mình phóng cho anh chị xem. Đây. Đó. Thì nó là 94 cây. Và đám này khoảng 1 hecta thì khoảng là hơn 200 một cây một xíu. Đó, cây cả sầu riêng đều đều như thế này. Đây. Đó, quay sơ bộ cho anh chị xem ha. Đó. Tuy rằng về sơ bộ về đất này á thì nó dốc nhá anh chị nhá, nhìn thẳng xuống như vậy là rất là dốc nhưng mà đánh đường băng như vậy rất là bằng anh chị ha. Anh chị có thể qua lại những đường băng như vậy rất là bằng nha. Đấy. Mình làm ta ly nhau với nhau như vậy hết. Cây với cây hết, hàng với hàng hết. Đó anh chị ha. To đẹp này. Ha. Đó. Thì vị trí tại vị trí sầu riêng đây thì mà đi mình đi ra bên phía quốc lộ thì nó khoảng tầm 300 m. Anh chị ha. Bên xa xa đó những tròm nhà đó là quốc lộ này. Là quốc lộ khoảng 400 m. 400 m. Không, không chắc không đến đâu, khoảng 300 m. Đó. Phía mặt quốc lộ đó. Và cái đường đi xuống nào. Đó. Nếu mà đường nó mà sửa đàng hoàng hết thì ô tô ra vô thoải mái nhá. Còn bên dưới này là cái ao này anh chị ha. Bên dưới này này là cái ao của nhà. Còn bên kia cái ao vàng vàng kia là của người ta, ao của nhà này. Nguyên như vậy. Cách đường quốc lộ gần như vậy. Cả tổng diện tích là 1 hecta và có 94 cây là cái nhỏ như thế này. Năm thứ hai như thế này anh chị ha, năm thứ hai. Còn lại những cây to thế này là 100 cây, hơn 100 cây. Hiện tại đang bắt đầu cho thu rồi. Năm nay thì cho thu nhưng mà do chủ nhà họ sợ cây sầu riêng này họ bị đuối sức cho nên là họ vặt cái trái đi. Thế nên là năm nay chưa thu. Bắt đầu sang năm là bắt đầu thu mạnh anh chị ha. Đó, tổng diện tích là 1 hecta nhá. Sổ sách là 1 hecta luôn. Sổ là nếu mà diện tích thực tế thì phải 1 hecta. Có ao, có nhà chòi, có điện nước và gần quốc lộ, cách quốc lộ khoảng 200 m thôi. Đường xe thoải mái, thuận tiện. Đó, chủ nhà đang mong muốn bán nên bán giá cũng rất là rẻ. Chỗ này thì họ mong muốn bán cho nên là họ chào giá là giá chính xác luôn. Giá này không thương lượng anh chị ha. À 1.250 tỷ. Đó, 1.250 tỷ là không thương lượng anh chị nhé. Ý là họ chỉ bớt lọc lại và họ làm giấy tờ. Đó. Anh chị quan tâm thì liên hệ để biết thông tin chi tiết nha.